Chạy trời ơi nói Dũng ơi, Dũng hay lắm. Dũng nói
bữa nay nữa, bữa nay làm gì được ta? Cái này là phải tăng cường 2-3 cái luôn, cái một cái này mua cái cầu ra mới được rác quá trời. Cái này là hôm trước Tết tới giờ đó á, hình như là trước Tết giờ đâu có thấy bớt gì đâu, bây giờ mới bắt đầu làm. Quá trời. Một cái là bớt nào lâu lắm. Dạ, cái này mà bớt có ba sọt á. Cầu 2-3 cái vô tăng cường thôi bớt. Rác này bớt sao được, thì bây giờ phải cầm xe cuốc nó để cái cuốc nó móc lên nó làm cho lẹ nó không chứ còn bớt bớt kiểu này gào một gào biết bao nhiêu lâu lắm, cầu lấy cuốc.